Hello các cháu, bà Thảo xin chào tất cả các cháu. Hôm nay bà Thảo xin làm một cái video về con ếch ranh huyền thoại. Các cháu thấy bà có ngầu không? Bà hôm nay đánh chay balloon cho các cháu xem đó. Các cháu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh cho bà nhé. Các cháu ơi, các cháu thấy bà ngầu không nào? Bây giờ hãy cùng xem bà đi đánh chay balloon nhé. Ok, thì các cháu đừng quên đăng ký kênh ủng hộ bà nhé. Các cháu ơi, đi cùng xem bà đến cuối clip nha các cháu. Và đừng quên like và share cho bà nhé các cháu ơi. Trước khi vào video thì anh em đừng quên bấm vào đăng ký kênh của BXT và bấm vào chiếc chuông để nhận được những video mới nhất, hay nhất về game Clash of Clans nhé anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Vâng, hello anh em và chào mừng toàn thể tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BXT đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip chay luôn trên rank huyền thoại. Và trên rank huyền thoại này thì nó có đặc điểm gì hay? Thì trên rank huyền thoại nó chẳng có đặc điểm gì hay đâu anh em ơi. Chủ yếu là nó kiếm nhà nó lâu lâu thôi à. Chẳng có gì hay cả đúng không anh em? Ok thì đánh chay blue nó như thế nào thì anh em hãy coi đến cuối clip và để biết về chai balloon nó sẽ đánh trên rank huyền thoại như nào nhá. Và anh em thấy clip này hay, đừng quên để lại cho bà Thảo vlog một like. Bà Thảo một like và một share, một subscribe kênh để ủng hộ bà Thảo nhé. Ok ủng hộ mình thôi. Ủng hộ BXT cũng như là bà Thảo nhá. Và hôm nay là mình giả giọng giả vờ bà Thảo vlog thôi. Thì bây giờ là hãy cùng mình lên máy bay đi từ Việt Nam xem sang nước nào nhé. Ok, đi thôi nào.